Thôi không chào cạo luôn đi. Chụp cho vui duyên hỏi nè. Em này tóc dài. Hả? Em này tóc dài. Trời ơi tóc dài. Tóc quanh mà. Đúng rồi. Ngày mai là đi hết tóc đó. Cái tóc quanh thông minh lắm. Nhìn chị đó thôi. Gì vậy anh? Em nhìn chị em sợ quá. Thôi đi đứng dậy đi về đi. Em đi làm à? Em làm buổi sáng. Bây giờ muốn đi làm đi bán cà phê rồi. Đi bán cho Khoa hả? Ừ, muốn bán cà phê cho Khoa hả? Bán cà phê rồi. Không phải Như à? Hai đứa đi luôn mà. Rồi cả sợ ba đi luôn đi. Mệt quá. Hai đứa bay à? Tụi bay ở lại hết, có mình tao đi à? Để chị ăn đi đi. Đây 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 đây. Em nó té phát đó vui lắm luôn đi. Ủa rồi giờ ê tính ra không hiểu sao mà cái vi nó có thể kêu tóc một Khoa nữa ra. Ừ. Thì không hiểu vì sao em có thể em khen nó dài luôn đó. Ờ. Làm sao mà dài được hơn lúc mới cắt được. Mới cắt tóc rứt đầu luôn. Cái này là hậu quả của việc ăn chơi quá độ đúng không Hạnh? Ừ.
Hạnh ơi, lấy miếng bông dính nước Hạnh ơi.
Thơm quá, thơm quá. Người ta lấy mụn mà ông nhíu cái mày lại không à? Mưa ướt trước mắt nữa. Cao. Lấy nào. Người lấy nào. Chúng mũi em ngứa mắt ghê luôn. Ngứa mắt à? Chỉ muốn nằm chân luôn này. Sửa lâu chưa ta? Không được, chị đứng nặng nha. Sao biết hay vậy? Đấy, nhìn cái khúc dưới này nặng sạch nhìn đã ghê luôn á. Hạnh sửa lâu chưa? Một năm rồi. Một năm rồi mà. Nhưng mà còn thốn chị. Thốn không? Được không? Rồi. Không cho người ta nặng. Này, bụng này. Em cho em không thấy nhiều mà sao không thôi nhưng mà ai